Rồi chào mọi người đến với đợt cá của Beta Coffee ha. Đợt cá hôm nay là đợt cá buổi trưa ngày 24 tháng 1. Hôm nay em lên cho mọi người đợt cá với hai giá. Mượu đầu sẽ có giá là 29k, mượu tiếp theo là giá cá sẽ là 39k ha. Trước chống sau máy. Rồi đầu tiên lên cho mọi người con này là con Nemo Galaxy. Anh em nào mà yêu thích mấy dòng Nemo Galaxy giá rẻ này là hôm nay mình mua con này ha. Chắc là ok luôn, con này nhìn chung là cũng tốt, chỉ có cái là nó chưa ra màu thôi ha. Nó là màu nữa là màu rất là đẹp luôn. Rồi, con máy phía sau. Con máy phía sau là cũng là con máy cùng dòng nữa ha. Hôm nay lên cho mọi người cho nó chơi luôn. Anh em nào mà có nhu cầu mình mua về mình ép đó. Rồi, mình mua luôn con máy phía sau ha. Rồi, vô tiếp theo. Lên cho anh em dòng này là dòng phân si ghét ha. Phân si ghét vẫy trắng nữa ha. Anh em nào mà yêu thích mấy cái dòng phân si ghét mà giá rẻ rẻ tầm trung 29k luôn nè, là mình mua mấy con này ha, rất là ok luôn. Form của nó cũng kiểu như là không có quá non cũng không có quá già ha. Form là vừa tầm cho anh em mình chơi luôn. Chỉ có cái là nó bị mắc mạo một số chỗ với mạo nó vẫy nó không lên đều thôi. Mà cái này là nhìn không kỹ cũng không thấy nha mọi người. Rồi, con ở phía sau. Con phía sau là con cá mái. Con cá mái phân si nha. Anh em nào mà yêu thích mấy dòng cá mái phân si đó thì mình mua ha. Rồi, vô tiếp theo. Đây lên cho anh em tiếp tục là dòng này là dòng Nemo nữa nha. Nemo Galaxy. Dòng Nemo Galaxy luôn mà nền này là nền nền đỏ mà hơi xanh xanh ha. Anh em nào mà yêu thích mấy cái dòng Nemo Galaxy rồi nè, hôm nay mình mua con này ha, rất là ok luôn. Con này cũng như mọi người cũng thấy rồi ha, sung quá trời sung luôn, quay mà không lấy nét nó được luôn á. Rồi con này thì cái form nó nói chung là cũng tầm trung cũng ổn, chỉ có cái là nó bị màu nó lên chưa có đậm thôi ha. Anh em nào mà mình yêu thích thì mình mua về, rồi mình chịu khó mình dưỡng thêm ha. Rồi con ở phía sau, con ở phía sau là con máy Nemo Galaxy đúng ha. Anh em nào thích máy thì mình mua ha, cổng dài mấy con máy Nemo rồi máy đẹp đẹp không ạ. Nên là lên cho anh em luôn, anh em nào có đi phòng ép rồi đó, con này là bụng cũng căng trứng luôn, nên là mới bán cho anh em luôn ha. Rồi mua tiếp theo. Đây, cái ô này là cái ô đặc biệt ha mọi người, con hai ô trước sau đều là trống hết luôn. Thì kiếm con Dumbo trắng mà máy đó, nó không có da nên là thôi lên trống luôn cho anh em ha. Rồi con này là con ở phía trước là con si ghét thịt. Con si ghét thịt thì con này là form cũng to mà có cái là nó bị mất màu ha, bị mất màu cái phần bụng nên là bán cho mọi người với giá là 29k thôi. Rồi con ở phía sau là con Dumbo trắng ha. Dumbo trắng là mấy tháng trước là thấy là anh em mua khá là nhiều, hổng dài là đọc hàng không có về nữa đâu, ăn Tết rồi. Tự nhiên hôm nay Lục thấy được con này ha, đó là anh em nào hổng dài mà mình muốn săn con này săn chưa được thì hôm nay mình mua ha. Con đó là con trống luôn. Rồi, vô tiếp theo. Lên cho anh em con này là con Yellow Galaxy ha. Yellow Galaxy là bán từ giá 39k trở lên thôi. Hôm nay bán cho anh em với giá 29k luôn để anh em mình săn hàng ha. Chứ là thời gian này cũng cận Tết rồi nên là thời gian này cũng cận Tết rồi nên là shop sẽ xả cá ra rất là nhiều cho anh em ha, nên là anh em mình cứ mua ha. Rồi con ở phía sau là con máy Galaxy. Máy Galaxy thì bị những phân trứng luôn ha mọi người. Form nó hơi non xíu thôi. Rồi vô tiếp theo. Giá 29k em có hắc mua cho mọi người ha. Anh em nào mà yêu thích mấy dòng hắc mua mà có nhu cầu mình mua đó thì mình mua mấy con giá rẻ rẻ thì mình mua lại ha. Con này là con hắc mua ghét, lên hẳn một cặp hắc mua ghét cho mọi người luôn ha. Rồi con phía sau là con máy hắc mua ghét luôn, em cũng căng trứng rồi, phân to luôn. Ai mà yêu thích mấy dòng máy đi dài là mua mấy con này là hợp lý nha mọi người. Rồi, mô tiếp theo. Đây, lên cho anh em con này là con Nemo Galaxy nữa nè. Trời, con này lên màu cũng gần full ha mọi người. Mà bán cho anh em với giá là 29k luôn. Tại vì cái phần bụng nó bị mắc màu ha. Chứ ngoài là bán giá 39k không ha. Đó, anh em nào mà mình yêu thích mấy con mà Nemo Galaxy rồi nè, mình mua
nha. Cái chị bị mắc não còn cũng thôi, còn nhiều là đuôi đẹp mà form cũng to nữa nên mới bán cho nên giá 29k ha. Rồi con phía sau là con máy, máy cùng dòng luôn. Anh em nào có nhu cầu mua một cặp rồi đó, mình về mình ép rồi đó thì hôm nay là mình mua con đó luôn ha, rất là ok, phù hợp với cái giá mà 29k ha mọi người. Rồi vô tiếp theo, lên thẳng một cặp Nemo dạ quang cho anh em luôn. Anh em nào mà yêu thích mấy dòng Nemo dạ quang ha thì mình mua mấy con này ha. Con ở phía trước là con trống, con trống thì cũng như lên cái form màu cũng còn hơi non non á nên mới bán cho anh em với giá 29k ha, chứ màu lên đồ cũng tầm trung cũng nhìn ổn. Rồi con ở phía sau là con máy ha, anh em nào mà có nhu cầu mình mua mấy con máy về mình ép đấy ha thì mình mua luôn đó, sẵn tiện đây lên một cặp nên nó hấp mua hông nên mua dạ quang cho anh em luôn đó ha. Rồi vô tiếp theo đây, lên cho anh em dòng Nemo truyền thống ha, con này lên full màu ha mọi người, form cũng to luôn mà vì sao bán giá 29 là mọi người để ý cái đuôi giúp em ha, cái đuôi kiểu như nó bị cái form không được ok, nó không được bôi cho lắm á nên là bán cho mọi người với giá 29k thôi. Rồi con ở phía sau là con Nemo Galaxy máy ha, trời con máy mà form to đẹp ha mọi người, bán giá 29k cho anh em luôn, trả hàng mà là bán khá đẹp đẹp không ạ. Anh em mình cố gắng mình săn ngay vào dịp Tết nữa ha, còn có mấy ngày nữa thôi, cận Tết rồi. Rồi vô tiếp theo, con này là con cũng một dòng Galaxy nữa đó. Anh em nào mà yêu thích mấy con Galaxy mà chỉ như cái nền mà vảy trắng rồi đó, là cái nền chủ yếu tập trung ở đuôi rồi này, như khối màu này này rất là đẹp ha. Anh em nào mình yêu thích mấy cái dòng này thì mua. Rồi cái con ở phía sau là con Nemo Galaxy máy nha, đó bụng cũng căng trứng luôn. Anh em nào mà yêu cầu mình mua người nhảy trứng là mua mấy con này về ha. Rồi vô tiếp theo, bắt đầu từ cái ô này trở đi là cá sẽ có giá là 39k ha mọi người. Đó 39k có ngay cho anh em con này là con gồng vàng nha. Đó anh em nào mà yêu thích mấy cái dòng mà gồng vàng đuôi dài rồi đó, hôm nay là mình mua con này rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn nè, vảy nó lên màu rất là đều, với lại đuôi đồ con cũng đẹp nữa nên là mới bán cho anh em với giá là 39k ha. Mọi người thấy cái form nó rất là chắc luôn ha, chắc mà tốt nữa. Rồi con phía sau là con máy gồng đỏ ha, hấp muôn gồng đỏ, gồng vàng máy hấp muôn hết rồi mọi người ơi, nên là mới lên cho mọi người vài con máy gồng đỏ ha. Chỉ như gồng đỏ còn vài con thôi cũng không nhiều nữa nên là anh em nào mà muốn mua là mình tranh thủ mình mua mấy con dòng hấp muôn như vậy này ha, nó sắp hết rồi đó. Rồi vô tiếp theo, lên cho anh em con này là cũng là con hấp muôn đúng ha, hấp muôn không biết gọi nó là cái dòng cụ thể là cái dòng gì nhưng mà nhìn nó cầm rất là đẹp luôn. Bình thường là bán con này với giá 60k con ha, hôm nay là bán cho anh em với giá 39k là tại vì cái phần con đuôi của nó không có được đều một chút, với lại nó chỉ bị có cái lỗi đó thôi mà bán cho anh em với giá này, đồng thời cũng hơi chi ăn anh em luôn ha. Ai mà yêu thích mấy dòng này nào mà giá như nào cận Tết rồi đó nên cũng giảm giá khá là nhiều cho anh em, nên là ai muốn mua mấy cái thì mình mua liền ha, không ai là hết hàng rất là hối tiếc luôn. Rồi con ở phía sau là con máy đuôi dài ha, ai mà yêu thích mấy máy đuôi dài là mình mua về rất là ok luôn, con máy thì mình cũng căng trứng rồi ha. Rồi vô tiếp theo, lên thẳng cho anh em một cặp hắc môn xăm gian nha. Này em tự ghép lại nha mọi người, có sai thì mọi người đừng có cười em trong nghiệp ha. Rồi con ở phía trước là con hắc môn ha, ai mà em thích mấy dòng hắc môn mà nó lai lai đen đen à giống như là xăm gai gì đó thì mình mua ha, rất là đẹp luôn. Rồi con máy phía sau là con máy đuôi dài luôn ha, đó chống đuôi dài mà máy đuôi dài luôn, nên là anh em là mình có nhu cầu mình mua cặp đó, đó mình mua ngay mấy cái dòng này ha, rất là đẹp, màu lên đậm đều, trời quá trời cái đuôi tia đuôi ha mọi người, cái form cũng rất là tốt nữa. Rồi vô tiếp theo, đây lên cho anh em con này là con si con si cam ha, con si cam vảy trắng xanh nửa thân luôn, con si cam hình như là con si cam dòng mực to ha mọi người, form rất là to luôn, với lại cái đường tia đuôi rất là đẹp, không có bị mắc màu, không có bị len á, với lại không có bị mắc màu quá nhiều ha, nhìn không thấy luôn, với lại form khá là tốt, cá cũng khá là sung nữa ha.
Rồi con nói phía sau là con máy hormone ghép đuôi dài ha. Anh em nào mà yêu thích mấy dòng máy đuôi dài đó thì mình vô. Rồi vô tiếp theo. Đây lên cho anh em, con này là con Nemo Galaxy nữa nè ha. Mà nền cam, thân vàng mà nền đỏ ha. Anh em nào mà yêu thích mấy con trống mà Nemo mà nó hơi vẻ vẫy Cooper gì nè, đó là mình mua mấy hôm nay mấy con này ha. Nó lên full màu rồi mà rất là đậm đẹp luôn. Phơm là phơm cũng tầm trung ha, không có nhỏ quá cũng không già quá nữa. Rồi phía sau là con máy Samurai. Samurai chống là bên shop là hết hàng hết nha mọi người, còn vài con máy nên là lên vài con máy cho anh em. Lần trước đó anh em nào mà mình có sẵn chống ở nhà đó, còn mấy là mình mua lần trước ở shop đó thôi mà mình chưa có mua được máy đó. Hôm nay mình có nhu cầu mình ép trứng rồi đó thì mình mua con máy này ha. Rồi vô tiếp theo lên cho anh em cặp Nemo đất luôn ha. Đó, màu lên rất là đẹp luôn, với lại form to tròn là bán cho anh em với giá là 39k ha. Rồi con ở phía sau là con máy mình kẻ là xung luôn ha mọi người, là ai mà có nhu cầu mua máy mà xịn xịn được đó là thấy con máy này được cả ha. Máy này là máy tỉ nè. Rồi vô tiếp theo lên cho anh em con này là con Dumbo xanh nè. Dumbo xanh bình thường là bán với giá là 60 không, hôm nay mà bán với giá là 39k cho mọi người luôn ha. Anh em nào mà mình yêu thích mấy dòng Dumbo xanh đó mà mình mua ha. Bữa nay là cũng như xuống giá để tôi giảm giá cho anh em ha, mình mua để mình săn ha. Với lại con này cũng khá là xung á, chỉ có cái form nó hơi non hơn mấy con giá 60 chút xíu thôi ha. Rồi con ở phía sau là con máy Nemo Galaxy cũng căng trứng, anh em nào mình có nhu cầu mua máy thì mình mua ha. Rồi con tiếp theo lên cho anh em dòng này là dòng Nemo bảy Cooper ha. Đó Nemo Galaxy bảy Cooper, anh em nào yêu thích mấy dòng bảy Cooper đều là mình mua mấy con này rất là đẹp luôn ha. Rồi con ở phía sau là con Corgette máy nha, anh em nào mà nhu cầu mình có con ghép máy giờ mình ép trứng rồi đó thì mình mua ha. Con ghép trống là kiểu như cỡ này là nó cũng như là nó sắp hết hàng nữa nên là mình mua mấy con ghép máy nha. Rồi vô tiếp theo lên cho anh em con tiếp tục là con Nemo lắp nữa này ha. Nemo này là Nemo Lai nè, anh em nào có nhu cầu mình mua mấy con Nemo mà Lai nè, rất là đẹp luôn, kiểu như form to cứng nha, nên là bán cho anh em với giá 39k. Rồi con ở phía sau là con cụ thể mình cũng không rõ cái dòng gì ha mọi người vô mọi người có gì mọi người nói dòng giùm em ha. Hình như là con máy này nè, với lại máy mà phơm rất là to luôn, anh em nào mà thích máy phơm to là mua con đó là rất ok. Rồi cuối cùng lên cho anh em một cặp ma bồ đó luôn ha. Anh em nào mà yêu thích mấy dòng ma bồ đó mà mấy cái clip trước mình xăm chưa có được đó, hôm nay ha shop lên cho anh em giá 39k, giá rẻ luôn, bán cho anh em giá 39k ha. Anh em nào mà yêu thích mấy dòng ma bồ ha thì mình mua ha, bán một cặp cho anh em luôn. Rồi cái hôm nay em lên cho mọi người nhắn vào cái phần mô tả, dưới cái phần mô tả sẽ có cái link, mọi người nhắn vào cái link đó mình mua cá ha. Rồi chào tạm biệt mọi người. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau, nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta.
Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá betta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá betta giống như trong video của chúng tôi.